cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, bát nhã ba la mật đa như vậy là một tập hợp của sự thanh tịnh. Phật dạy, đúng vậy, này thiện hiện, vì sắc thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, vì thọ tưởng hành thức thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, này thiện hiện, vì nhãn xứ thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh Này thiện hiện Vì sắc xứ thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh Vì thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh Này thiện hiện Vì nhãn giới thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh Vì sắc giới nhãn thức giới và nhãn xúc Cùng các thọ do nhãn xúc đảm duyên sanh ra thanh tịnh Nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh Này thiện hiện vì nhĩ giới thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, vì thanh giới nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì tĩ giới thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, vì hương giới, tĩ thức giới và tĩ xúc, cùng các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh này thiện hiện vì thiệt giới thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì vị giới thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh này thiện hiện vì thân giới thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì xúc giới thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh này thiện hiện vì ý giới thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì pháp giới ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm chuyên sanh ra thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh này thiện hiện vì địa giới thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh này thiện hiện vì vô minh thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh này thiện hiện vì bố thí ba la mật đa thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh này thiện hiện vì pháp không nội thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt giáo pháp không không biên giới pháp không tản mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh này thiện hiện vì chân như thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì pháp giới pháp tánh tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đổi khác tánh bình đẳng tánh ly xanh định pháp trụ pháp thật tế cảnh giới hư không cảnh giới bất tư nghỉ thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh